Hàng ngàn ý kiến bạn đọc gửi về Tuổi Trẻ Online bày tỏ nỗi buồn và xấu hổ về trận chung kết SEA Games đầy bạo lực giữa đội U22 Thái Lan và U22 Indonesia vào tối ngày 16 tháng 5. Cầu thủ hai đội lao vào nhau hỗn chiến, trợ lý huấn luyện viên Indonesia đến can ngăn cũng bị đánh dập môi. Bạn đọc Hương viết, xem xong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 với các tình huống hỗn loạn, ẩu đả. Thấy thật xấu hổ cho bóng đá Đông Nam Á. Nhìn nhận về sự việc, bạn đọc Phạm Trung viết, các cầu thủ ở lứa tuổi 22 sẽ không có được bình tĩnh và cái đầu lạnh. Đáng lý sẽ là một trận chung kết đẹp và hay, ban tổ chức phản ứng quá chậm. Nên có những án phạt thật nặng để răn đe những chú ngựa non háu đá này. Mục tiêu bóng đá Đông Nam Á là vươn ra châu lục và thế giới. Đừng để những hình ảnh như thế này lặp lại, nếu không chúng ta vẫn mãi trong một cái ao làng thôi. Quyết liệt hơn, bạn đọc Đức đề nghị tước huy chương hai đội trong trận chung kết, như thế mới đúng tinh thần thể thao. Bởi theo bạn đọc Khai Nguyên, bóng đá bạo lực không đáng, đã kém chất lượng mà bạo lực nữa thì chơi với ai bây giờ? Xem trận đấu đáng quên tối qua, bạn đọc Danto không thể không nhớ tới trận đấu giữa Thái Lan và Indonesia vào năm 1998. Bởi đó cũng là một trận đấu xấu xí nhất trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á thời hiện đại vì đầy bạo lực. Bạn đọc Hùng bức xúc, một trận bóng xấu hổ. Nên cấm hai đội Thái và Indonesia không được tham gia các trận quốc tế 2 năm, hủy kết quả trận chung kết. SEA Games kỳ này thà không có đội vô địch và đội hạng nhì, còn hơn là một trận đấm đá loạn xạ.